bà con, heo rừng là giống heo hoang dã được biết đến khá nhiều ở các khu vực miền núi. Nhưng ngày nay thì giống heo này lại được nuôi khá nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về mô hình nuôi heo rừng này của anh Đoàn Phan Vinh tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Heo rừng là loài hoang dã, nhờ vận động thường xuyên, hấp thụ những chất bổ dưỡng từ nguồn thức ăn là cây cỏ tự nhiên, nên thịt heo rừng thường thơm, ngon, săn chắc, nhiều nạc, ít mỡ, lớp dày dày nhưng rất giòn. Chính vì những yếu tố đó đã khiến nhu cầu sử dụng thịt heo rừng hiện nay ngày càng nhiều. Từ đó phong trào nuôi heo rừng cũng nở rộ, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây. Điển hình nhất là trang trại heo rừng của anh Đoàn Phan Vinh tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trang trại có quy mô hơn 2.000 m² với tổng đàn trên 1.000 con, bao gồm heo nái giống, heo thương phẩm và heo con. Nguồn thức ăn và thuốc chữa bệnh cho heo trong trang trại đều được anh Vinh chọn lựa nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên. Thức ăn cho đàn heo không phải là những viên thức ăn công nghiệp như nhiều hộ nuôi heo thường sử dụng, mà là những loại nông sản rất bình thường như chuối cây, khoai lang, lục bình, bã đậu nành, bã hèm, cám gạo. Những thành phần đơn giản này được phối trộn một cách bài bản thành khẩu phần ăn dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi của đàn heo rừng. Bên cạnh đó, những bệnh xuất hiện trên heo cũng được ăn giải quyết bằng thuốc thảo dược tự nhiên như cây đinh lăng, hoàng ngọc, sa măng lá, lược vàng, chùm ngây. Nhờ đó, heo rừng của trang trại hoàn toàn không có chất kháng sinh hay chất gây độc hại nên được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận. Thức ăn tự nhiên á, là nó là rẻ tiền, có nghĩa là những cái nguồn thức ăn tự nhiên có thể có sẵn ở địa phương mình, ví dụ như sao nè, lục bình, rau muống, chuối cây, những thứ này ở miền Tây mình nó không trồng tự có, mỗi việc là nông dân có thể tận dụng lại để làm. Thứ hai nữa là những nguồn thức ăn có sẵn rẻ tiền như là phụ phẩm trong nông nghiệp, hèm bia nè, bã cặn nè, bột đậu nành nè, hèm rượu nè, là nó sẽ giúp cho cái người dân mình có thể làm được và kiếm được nguồn nhân rất là dễ dàng và nó lại rẻ tiền theo hướng tận dụng. Rồi thứ hai nữa là anh sử dụng cái thuốc thảo dược để hỗ trợ trong cái điều trị, ở đây nó có ba loại, một là dạng trồng cây tươi, thứ hai nữa là dạng khô, nghĩa là anh đã bóc thành những cái thang kết hợp với một số thầy đồng ý đó, nguyên cái thang đó mình điều trị cụ thể luôn. Cái thứ ba nữa là cái dạng bào chế, nó đô sẵn cái chai thì có thể rút ra bơm trực tiếp vào máu hoặc là trộn ăn cũng được. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà mình nuôi con heo nó đỡ được cái chi phí mà đỡ được cái rủi ro heo đầu con. Ngoài ra, để thành công với trang trại heo rừng thì người nuôi cũng cần áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi. Dù có quy mô lớn nhưng trang trại heo rừng của anh Vinh không hề có mùi khó chịu từ chất thải. Đó là nhờ khu vực chuồng trại được anh thiết kế khá khoa học. Hiểu được tập tính ưa di chuyển, thích ủi bới của heo rừng nên đệm lót sinh học là giải pháp ưu tiên được anh chọn lựa. Từ đó giúp anh kiểm soát tốt chất thải và các mầm bệnh cũng được cách ly hiệu quả. Hiện tại, dù heo rừng của trang trại được nuôi ở vùng đồng bằng nhưng do được kiểm soát tốt từ khâu giống đến quy trình sản xuất nên chất lượng heo rừng của trang trại luôn được nhiều khách hàng ở Tây Nguyên và nhiều tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ưa chuộng. Theo tính toán của anh Vinh, mỗi năm trang trại có thể cung cấp cho thị trường khoảng 1.000 con heo rừng các loại, giúp anh thu lãi gần 1 tỷ đồng. Cái điểm lót sinh học ở đây á, là anh làm theo cái hướng, theo cái điều kiện thực tế với những gì mình làm trong thời gian qua. Đó là anh làm không dày, giống như hướng dẫn, nghĩa là khoảng 2 tấc thôi, rồi xuống nữa là khoảng 2 tấc cát, rồi mình che máy hoàn toàn. Như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái việc thoát nước rất tốt. Và thứ hai nữa là định kỳ á, hàng tháng á, mình sẽ bổ sung lại một lần, và mỗi lần bổ sung thêm chấu thì mình bổ sung thêm men. Đó, nó sẽ giúp cho quản lý được cái hiệu quả về cái đặc tính sinh thái của con heo rừng và với điều kiện nuôi thực tế. Thứ hai nữa là quản lý được cái nguồn phân thải và nguồn nước tiểu, tại vì định kỳ mình bổ sung thêm một lần, như vậy nó sẽ đỡ ô nhiễm. Với mong muốn người nuôi có lời và người ăn có lợi, anh Vinh đã mở rộng và phát triển mô hình nuôi heo rừng rộng khắp các tỉnh miền Tây. Anh xây dựng tổ hợp tác chăn nuôi để tìm thêm nguồn hỗ trợ phát triển kinh tế của nhà nước. Theo đó, anh sẵn sàng bao tiêu sản phẩm đối với những hộ nuôi heo ký kết hợp đồng 3 năm với anh. Đến nay, đã có gần 30 trang trại khắp đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với trang trại heo rừng của anh Vinh để hợp tác chăn nuôi, sản xuất. Đặc biệt, anh thiết lập hệ thống máy ghi hình tại các hồ chăn nuôi để dễ dàng theo dõi và giám sát nhằm đảm bảo chăn nuôi heo rừng cho sản phẩm sạch và an toàn. Tôi nhận thấy thì cái mô hình nuôi heo rừng của anh Vinh thì mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Bên cạnh đó thì anh Vinh mạnh dạn đầu tư đàn với số lượng nhiều, và anh mạnh dạn đầu tư liên kết sản xuất với các hộ kinh doanh ở địa phương và ở các tỉnh lân cận, rồi giúp các hộ kinh doanh đó có lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thời gian tới thì bên hội nông dân cũng khuyến khích bà con là chăn nuôi heo theo cái mô hình nuôi heo rừng của hộ anh Vinh, vì mình đây là ở vườn, mình tận dụng cái thức ăn sẵn có ở địa phương như rau và các loại cây ăn trái như ổi này kia đâu đó, thì sẽ giảm bớt chi phí và tăng thêm thu nhập cho bà con. Sắp tới, để tạo chất lượng đồng loạt cho heo rừng ở khu vực miền Tây, trang trại của anh Đoàn Phan Vinh sẽ mở các lớp chia sẻ kinh nghiệm cũng như cung cấp nguồn giống và bao tiêu sản phẩm cho các hộ chăn nuôi heo rừng khác. Đây là mong ước của anh để tiếp tục đưa sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng đến tay người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, từ trước đến nay thì việc